Xin chào anh chị và các bạn. Video hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách ký điện tử trên file PDF bằng phần mềm Force Reader rất tiện lợi và nhanh chóng. Phần mềm Force Reader vừa là ứng dụng đọc file PDF đồng thời lại có thêm chức năng hỗ trợ ký điện tử luôn, nên chúng ta không cần cài thêm phần mềm khác bên ngoài vào. Nếu máy tính chưa có phần mềm Force Reader thì anh chị có thể lên trang web nhà phân phối tiếng Pháp.com.vn vào tab sửa lỗi khai thuế, kéo xuống mục tải phần mềm hỗ trợ. Nhấn vào dòng tải phần mềm Force Reader để ký file hợp đồng văn bản để tải về và cài đặt. Khi tải về và cài đặt lên xong thì ngoài màn hình có biểu tượng Force Reader như thế này thì coi như mình đã cài xong. Thêm một lưu ý nữa là mặc dù chúng ta đã cài xong phần mềm Force Reader rồi, nhưng nhiều máy tính lại không lấy phần mềm Force Reader vừa cài mà lại lấy các ứng dụng mặc định trước đó trên máy tính của mình để làm chương trình mặc định đọc file PDF. Nhiều máy tính này dùng chương trình Internet Explorer để đọc. Chúng ta mở lên nó hiện như vậy là không ký điện tử được anh chị nhé. Bây giờ chúng ta chuyển về Force Reader bằng cách bấm chuột phải vào một file PDF bất kỳ, chọn dòng Property, chọn Change, chọn dòng Force Reader, chọn Set Default, chọn Apply, chọn OK. Lúc này máy tính đã chuyển về ứng dụng đọc Force Reader. Chúng ta mở file cần ký lên. Để ký điện tử thì chúng ta di chuyển chuột đến khu vực cần ký. Tiếp theo chúng ta chọn tab Protect. Chọn qua tab có biểu tượng hình huy chương. Bấm vào rồi chọn dòng đầu tiên Play Size. Chúng ta dùng chuột kéo một khung vừa phải để chứa chữ ký số rồi buông ra. Nếu mục này hiện ra không đúng tên công ty của chữ số mà chúng ta đang gắn vào thì chúng ta chọn lại phía trên đây. Bởi vì nhiều máy tính nó tự lưu search cũ của các công ty khác khi chúng ta cắm vào máy trước đó nên sẽ hiện không đúng, nên chúng ta cần chọn lại. Chọn xong bấm Size. Chỗ này là tên mới cho file chúng ta vừa ký. Chúng ta thêm chữ đã ký vào cũng được. Bấm Save. Điền video game vào rồi bấm đăng nhập. Ký điện tử file PDF đối với phần mềm Force Reader như vậy là xong rồi. Nó rất đơn giản và dễ thao tác. Nếu thấy video hữu ích, anh chị hãy ủng hộ kênh giúp em bằng cách nhấn like và nhấn đăng ký kênh nhé. Em xin cảm ơn.